Lê Nhân Tông sinh ngày 27 tháng 5 năm 1441, mất ngày 25 tháng 10 năm 1459 tên húy là Lê Bang Cơ, là con trai thứ ba của vua Lê Thái Tông, mẹ là Tuyên Tử Văn, hoàng hậu Nguyễn Thị Anh. Ông là vị hoàng đế thứ ba của Hoàng Triều Lê nước Đại Việt, chỉ vì trong vòng 17 năm, từ ngày 15 tháng 9 năm 1442 đến khi bị Lê Nghi Dân ám sát vào mùa đông năm 1459. Trước khi Bang Cơ ra đời, Lê Thái Tông đã có hai người con trai là Lê Nghi Dân và Lê Khắc Sương. Đầu năm 1441, Hoàng đế Thái Tông lập Nghi Dân làm thái tử. Sau việc này Dương Thị Bí, sinh ra Nghi Dân càng trở nên kiêu ngạo, nhiều lần làm phật ý Thái Tông. Thái Tông giận, bèn giáng Thị Bí xuống làm chiêu nghi và phế ngôi thái tử của Nghi Dân. Ngày 16 tháng 11 âm lịch năm 1441, nhà vua lập Lê Bang Cơ làm Hoàng Thái Tử. Giáng nghi dân làm lạng sơn vương và phong khắc xương làm tân bình vương. Lê Bang Cơ khi ấy được Thái Tông lập làm thái tử mới được 6 tháng tuổi. Năm 1442, Lê Thái Tông đi tuần miền đông, đột ngột qua đời. Các tể tướng theo di mệnh của Thái Tông lập Lê Nhân Tông, Lê Bang Cơ lên ngôi hoàng đế, lúc ấy mới một tuổi, nên mẹ là tuyên tử hoàng Thái Hậu, buông rèm nhất chính. Hoàng Thái Hậu dùng phép trị quốc sản có từ đời trước, trong vòng 10 năm đầu giữ ngôi. Nhà vua nhờ sự giúp sức của Thái hậu và các tể tướng, đại thần như Lê Khả, Lê Thụ, Lê Liệt đã giữ được sự yên ổn trong nước. Ở phía Nam, năm 1444, năm 1445, Chiêm thành hai lần đưa quân xâm lấn Hóa Châu. Năm 1446, triều đình sai Lê Khả, Lê Thụ, Lê khắc phục đem đại quân chinh phạt đất Chiêm, hạ thành Đồ Bàn và bắt vua Chiêm là Bí Cai. Cũng vào thời Lê Nhân Tông, năm 1448 triều đình sắp nhập xứ Bồn Man vào Đại Việt. Cuối năm 1448, triều đình mở khoa thi hội tuyển nhân tài làm quan. Khoa này có hơn 750 sĩ tử tham gia, trong đó 27 người được chấm đỗ. Sau đó triều đình tiếp tục cho thi đình, nhà vua ra điện tập hiền, ban đề văn sách hỏi về lễ nhạc, hành chính. Cuối cùng chọn được ba đệ nhất sát tiến sĩ cập đệ Nguyễn Nghiêu Tư, Trịnh Thiết Trường và Chu Thiêm Uy. 12 đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân và 12 đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân. Năm 1449, Triều Đình định lại phép thi lại điển. Trước đấy người thi lại điển chỉ cần thi ám tả, viết và tán. Ai thi chúng sẽ được tuyển vào các cục. Đến thời nhân tông, các đại thần thấy thể lệ này khiến quá nhiều người thi đỗ. Nên quy định cho thi ám tả và nghĩa của bản kinh và tứ thư mỗi thứ một bài. Cho để thi trái với những điều đã học. Do vậy kỳ thi lại điền năm 1449 chỉ có 85 người thi đỗ. Từ đây bắt đầu lệ thi lại điền bằng ám tả và tứ thư, ngũ kinh. Tháng 2 âm lịch năm 1449, triều đình sai tư khấu lê khắc phục đôn đốc cục bách tắc và các quân vệ thiên quan. Tứ xương phối hợp với quân dân Trấn Thái Nguyên đào sông Bình Lỗ dài 25.000 trượng. Trải từ lãnh kinh gần đắc cầu, tỉnh Hà Bắc ngày nay tới cầu Phù Lỗ nay thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội, mang lại thuận lợi cho việc giao thông vận tải tháng 3 âm lịch năm 1449, vua chiêm quý lai bị em là quý do cướp ngôi. Quý do sai sứ sang triều cống Đại Việt, nhưng triều đình từ chối không tiếp nhận lễ vật và phán, tôi giết vua, em giết anh là tội đại ác xưa nay, chấm không nhận đầu dâng. Sứ chiêm phải mang trả lại lễ vật về nước. Tiếp đó Thái Hậu sai đồng chi hữu chi sự Nguyễn Hữu Quang. Điện Trung Thị ngự sử trình ngự đem thư sang chiêm thành, với nội dung như sau, sự thực của các ngươi như thế nào thì phải sang trình bày cho rõ. Tháng 7 âm lịch năm 1449, triều đình đổi tên, chia lại một số hiệu quân, quân Hỏa Đồng được đổi làm quân Thần Lôi và Thần Điện, quân Thiện Trạo đổi làm các quân Hải Hồng, Hải Mã, Hải Kinh, Hải Thu, hiệu quân Bát Náo đổi làm quân Hải Cốt. Tháng 11 âm lịch năm 1449, triều đình ban hành 14 điều luật về điền sản, đưa vào bộ hình luật. Ngày 26 tháng 7 âm lịch năm 1451, Thái hậu Sử tử Thái úy Lê Khả và Tư khấu Lê Khắc phục, người đương thời cho rằng hai người bị oan. Tháng 11 âm lịch năm 1453, hoàng đế lên 12 tuổi, có thể tự coi chính sự, tuyên tử thái hậu trả lại quyền chính cho hoàng đế rồi lui về ở cung riêng. Khi tự mình ra coi chính sự, hoàng đế xuống lệnh đại xá và đổi niên hiệu là Diên Ninh. Năm 1454 trở thành năm Diên Ninh thứ nhất. Lê Nhân Tông tỏ ra độ lượng với các công thần khai quốc có tội bị xử tử trước đây, từ thời Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông đến khi tuyên tử Hoàng Thái Hậu chấp chính. Ngay khi ra cầm chính sự, Nhân Tông ra nhiều chiếu chỉ biểu dương công lao của họ, hoặc trả lại của cải, ruộng đất cho con cháu họ. Nhân Tông khôi phục lại quan tước và ban cho con cháu Trịnh Khả bị xử tử năm 1451 100 mẫu ruộng, cấp 100 mẫu ruộng cho con cháu Lê Sát và Lê Ngân bị xử tử năm 1437. Trả lại điền sản trước đây cho con cháu Phạm Văn Sảo bị xử tử năm 1430 và Trần Nguyên Hãn bị xử tử năm 1429. Nhân tông biểu dương công lao sự nghiệp của Nguyễn Trãi bị xử tử năm 1442. Nguyễn Trãi là người trung thành giúp Đức Thái Tổ dẹp yên giặc loạn, giúp Đức Thái Tông sửa sang Thái Bình. Văn chương và đức nghiệp của Nguyễn Trãi, các danh tướng của bản triều không ai sánh bằng. Tuy nhiên, nhân tông vẫn chưa minh oan cho Nguyễn Trãi, điều mà Lê Thánh Tông đã làm sau này. Theo phỏng đoán của một số sử gia hiện đại, điều đó liên quan tới nỗi oan khuất của Nguyễn Trãi trong vụ án lệ chi viên mà chính tuyên tử Thái Hậu là thủ phạm sát hại Thái Tông để giấu thân thế của nhân tông. Lời dị nghị của mọi người ngày càng nhiều khiến nhân tông phần nào nhận ra thân thế của mình. Bản thân nhân tông cũng ở vào thế khó xử khi phải phân biệt đúng sai giành mạch. Lê Nhân Tông còn tăng chức một bậc cho các công thần đã hy sinh thời khởi nghĩa Lam Sơn như Đinh Lễ và Lý Triện. Đây từng là hai tướng giỏi nhất trong đội nghĩa binh của Lê Thái Tổ đánh tan quân Minh ở Tốt Động, Trúc Động và vây thành Đông Quan nhưng sau bị đánh úp giết chết. Trong các năm 1452, năm 1458, vua Nhân Tông tổ chức thi hội, nhưng không thi đình như ở năm 1448. Năm Quý Hợi 1455, vua Lê Nhân Tông sai quốc tử giám bác sĩ Phan Phu Tiên soạn bộ quốc sử cũng mang tên Đại Việt Sử Ký Phan Phu Tiên, viết tiếp quyền thời Trần là Đại Việt Sử Ký Lê Văn Hưu bắt đầu từ Trần Thái Tông cho đến khi Lê Thái Tổ đánh bại hoàn toàn quân Minh xâm lược. Ngoài ra, Hoàng đế cũng ban hành nhiều chỉ dụ khuyến khích sản xuất, miễn giảm thuế khóa. Ông căn dặn các quan chấn, lộ, phủ, huyện phải bảo dân gắng sức làm ruộng, xử án phải cho công bằng. Nếu có trộm cướp, phải hết lòng lùng bắt. Các đại thần võ tướng như nhập nội tư đồ bình trương sự lê hiêu, nhập nội đô đốc bình trương sự lê lựu phải trông coi các việc giữ vững thành trì. Ngày đêm nghiêm ngặt, tuần phòng trong ngoài theo đúng phép còn quan coi lăng tẩm ở tây kinh làm mọi việc phải thành kính tinh khiết như ngã cây chặt tre kiếm củi hoàng đế còn xuống chiếu cứu giúp những kẻ không vợ quá chồng mồ côi cô đơn và biểu dương những người chồng nghĩa khí người vợ trinh tiết từ khi bị mất ngôi thái tử lê nghi dân vẫn thường có lòng oán hận và muốn thoán đoạt ngôi của nhân tông các tác giả hiện đại phỏng đoán rằng ngày càng có nhiều người dị nghị về nguồn gốc của nhân tông nên càng thúc đẩy nghi dân nổi loạn. Trong khi đó, theo sách Đại Việt Thông Sử do Lê Quý Đồn soạn vào thời Lê Trung Hưng, nhân tông nghĩ nghi dân là anh ruột nên không có ý đề phòng gì cả. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cũng chép rằng, ngày 3 tháng 1 âm lịch năm 1456, nhà vua đã mời nghi dân cùng ăn yến tiệc. Ngày 3 tháng 10 năm kỷ mão tức 28 tháng 10 năm 1459, Nghi dân đang đêm cùng các thủ hạ bắc thang vào tận trong cung cấm giết Lê Nhân Tông. Hôm sau tuyên tử Hoàng Thái Hậu cũng bị hại. Khi đó Nhân Tông mới 18 tuổi, chỉ vì được 17 năm. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có kể Lê Nghi Dân đã được viên chỉ huy cấm binh Lê Đắc Ninh tiếp tay trong việc giết hại Nhân Tông. Bấy giờ, Lê Đắc Ninh là đô chỉ huy giữ cấm binh đương phiên trực, đã không chịu dẫn quân ra trước ngăn giữ, lại đem giúp kẻ phản nghịch. Cho nên Nghi Dân mới tiếm đoạt được ngôi báu mà các quan văn võ phải nuốt hận ngậm đau, chăm họ bốn phương như mất cha mất mẹ. Khi biết nghi dân sẽ làm đảo chính, nội nhân thị Thái Hậu Phó trưởng Đào Biểu đã giả mạo làm Lê Nhân Tông, khoác hoàng bào và lên long sàng mà nằm. Không may, nghi dân biết được, nên cũng giết Đào Biểu luôn. Ngày 7 tháng 10 âm lịch năm 1459, Lê Nghi Dân tự xưng làm hoàng đế. Tuy nhiên, Lê Nghi Dân chỉ ở ngôi được 8 tháng thì bị các huân hữu đại thần Nguyễn Xí, Đinh Liệt, Lê Lăng, Nguyễn Đức Trung làm binh biến giết chết. Các đại thần xét trong con của Lê Thái Tông còn lại ra vương Lê Tư Thành, thông minh, hiền đức, bèn thỉnh ý đưa ra vương lên ngôi hoàng đế, sử gọi là Lê Thánh Tông. Vua Thánh Tông lên ngôi đã hành quyết Lê Đắc Ninh, làm lễ phát tang cho Lê Nhân Tông và tuyên tử Hoàng Thái Hậu. Triều đình rước bài vị Nhân Tông vào thờ ở Thái Miếu, sau đó rước kim sách tôn miếu hiệu là Nhân Tông, thụy hiệu là Khâm Văn Nhân Hiếu Tuyên Minh Thông Duệ Tuyên Hoàng Đế đời sau gọi là nhân tông tuyên hoàng đế. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, từ đầu năm 1460 trời không mưa, phải đến hôm đưa bài vị nhân tông vào thái miếu trời mới mưa lớn. Ngày 23 tháng 9 âm lịch năm 1459, Lê Nhân Tông được an táng ở Mộc Lăng, Lam Sơn. Lê Thánh Tông sai trung thư lệnh chi tam quán sự nhưng chi học sinh ngự tiền nhị cục khinh xa úy Nguyễn Trược và trung thư sảnh trung thư lệnh thị lăng nhập thị kinh diên kiêm quản cận thị chi hậu các cục thượng kỵ đô úy nguyễn bá ký soạn văn bia mục lăng kể công đức của vua nhân tông sách đại việt sử ký toàn thư có dẫn lời nhận xét của sử quan nho thần phan phu tiên về lê nhân tông nhân tông lên nối ngôi vào tuổi ấu thơ bên trong có mẫu hậu buông rèm trung coi chính sự bên ngoài các đại thần đồng lòng pho tá trị nước cho nên trong khoảng 17 năm thiên hạ thái bình an cư lạc nghiệp xứng đáng là vua nhân từ đến lúc cuối đời bị lũ vô lại đồn ban sướng xuất, khiến lệ đức hầu nghi dân đang đêm bắc thang trèo thành, lèn vào cung cấm, vua và tuyên tử hoàng thái hậu đều bị hại. Thương thay, Ngô Sĩ Liên làm triều liệt đại phu quốc tử giám tư nghiệp kim sử quan tu soạn vào niên hiệu Hồng Đức thời Lê Thánh Tông. Khi soạn sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đã đánh giá Lê Nhân Tông là vị hoàng đế giỏi giữ cơ đồ, vua tuổi còn thơ ấu đã có thiên tư sáng suốt, vẻ người tuấn tú đường hoàng, dáng điệu nghiêm trang, sùng đạo nho nghe can gián, thương người làm ruộng, yêu nuôi muôn dân, thực là bậc vua giỏi, biết giữ cơ đồ, không may bị cướp ngôi giết hại. Thương thay.